Hello mọi người, hôm nay là ngày 30 tháng 4. Kính chúc tất cả mọi người một cái ngày ngày lễ thật là vui vẻ, mạnh khỏe trong cái mùa dịch COVID. Có người gọi là COVID, có người gọi COVID, có người gọi là em COVID. Nó rất là nhiều cái tên gọi. Còn em ở đây là cứ chích ve than, chích ve lửa. Đây, bây giờ em sẽ bắt đầu em ra. Bên này là chim nam cắt tên nha mọi người nha. Biết phải nam cắt tên hay không? Anh em thợ bẫy ở bên Đắk Nông, người ta đi qua bên nam cắt tên. Thợ bẫy ha. Bẫy bên nam cắt tên. Ôi da. Con gì nó cắn em hứa quá. Đó, ngày mai. Thùng này lửa thôi nha mọi người nha. Bên nam cắt tên thì đa số là chỉ có lửa thôi. Lâu lâu mới có mấy cái con chim ví dụ vàng anh hay than gì thỉnh thoảng mới có thôi, chứ còn đa số là chích cái lửa. Mà lửa hôm nay thì thợ cũng có báo toàn là đuôi ngắn thôi. Đây. Okay. Đuôi có 15 thôi ha. Đó, giá là 240.000 nha mọi người nha, chích cái lửa. Chim trống nha mọi người nha, chim. Rồi. Một bé. Giá là 300.000, bé thứ hai nhớ giúp em nha, bé thứ hai đuôi 17 năm. Đó. Ngày mai, nếu mà ngày mai ngày 31 tháng 5 thì những cái con chim như thế này em bán giá chỉ có 50.000 thôi. Còn hôm nay là 30 tháng 4 cho nên giá nó vẫn không thay đổi nha. Rồi, bé thứ hai rồi nha mọi người nhé. Bé này đuôi hơi dài. Cái cặp chích cho lửa bông nhà em nó đang đẻ, bữa nay không biết 4 trứng hay 3 trứng mà thấy nó hot dữ lắm. Rồi, đuôi 17 ha. Đó, 17 là 300.000 nha mọi người nha. Móng đầy đủ hết nha. Rồi, ba bé rồi. Có một bé chui ra. Thế là mình khỏi phải bắt. Bé thứ tư nè, bé này đuôi ngắn khỏi cần đo đuôi ha. Giá là 240 nha mọi người nha. Đuôi nó cũng 17. Đuôi cũng 17 nhưng mà do là nó bị mè mè như thế này nè. Em sell 240 luôn. Bốn bé rồi ha mọi người ha. Bé này bé thứ 5. Mùa này lông nó hơi cũ ha. Trời ơi, đuôi lá hè. Có đúng một cọng mà, chắc nó đạp nhau rớt à. Đạp nhau rớt đuôi mọi người ơi. Đuôi lá hè. Đuôi 19 hơn nha. Ôi, chim đôi rớt đuôi thì 600.000. Ủa gì đúng? Không, không. Không có chào màu. Người ta giới thiệu chào màu nhiều lắm. Hồi trước thì bán nhiều, bây giờ mùa này nó chim nó thay lông rồi, đâu có bán chào màu ấy. Mới về con gì đấy? Lửa. Ngồi trên hồ cái bào cái ghé cái màu này nhiều chim lắm. Đúng rồi, ngày nào cũng có chim hết. Chào màu thì mùa này nó xấu không có bán. Đất hết rồi không có à? Đất hết sạch. Con lửa nào ngon không? Chưa biết. Lửa này giờ bán giá nhiều rồi. Tùy theo đuôi. À,
đuôi bao nhiêu rồi? Đuôi con nó bao nhiêu rồi? 18. 18. 18 450. Lửa 5 cách tên. Phình cũng giới thiệu đây mà, biết Phình không? Không. Cái ông mà chuyên môn xe máy á. Ông à. Cái anh ở trong chợ á. Biết. Anh có giới thiệu, anh bảo vô trong này. Phình hả? À, ông Phình. Thì tôi vẫn gọi tên là Phình. Có thằng em tên là Tèo à. Ông nó vô đây gọi tên Qua. Chuyên môn xe máy á. Biết rồi. Bác Nhãn muốn mua thì cứ vào, cứ vô ông Thành. Đất điếc này nọ qua hết. Ủa sao ông bên đó chào mèo nhiều lắm, ông nhiều lắm, ông đang lùa ra đó. Vậy à? Ừ. Ông đâu có bán chim đâu. Không bán chim nhưng mà dạng như mấy chim bên này đưa về ông nuôi vậy. Chán ông lại lùa ra. À vậy à? Ừ. Ông đang hỏi mượn cái lòng để ông lùa mấy chào mèo. Chắc tôi phải đi ghé vô nhà ông quá. Ừ, có gì có số điện thoại hỏi ông. Đâu, ghé vô nhà ông quá, ông có chào mèo đúng không? Đúng rồi. Ghé vô nhà ông quá. 2, 6, 9, 10 con. 10 bé chích cho lửa trong. Rồi, bye bye, xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Rồi, sau khi mà em ra 10 cái bé chích cho lửa rồi mà tự nhiên em nghe thấy tiếng hót cho nên em review lại cho mấy anh xem cái con lửa mép cánh trắng nha mọi người nha, nằm học hót luôn. Anh thấy cái bên cánh của nó trắng rất là đã ha. Đó, mà nó hot rồi cho nên là hồi nãy em vừa ngừng clip cho nên là bây giờ em ghiền quá em quay lại em đăng ấy lộn em quay lại quay liên tiếp cho mấy anh xem ha. Hai cái bên nó cánh trắng lên rồi.